sum encerny encucho. Ong chum chum reh pakah to kech damna ka nite vithi samna ka deing daul le dam bdang rat pavini chmuh sukhon dael kech bto trou su doy phieki kalam chi leng reika ampi sthanaphiep vatamien ning avatamien phieki ning bokul dael trou anchueng chou ruom nông cách đầm nà ca đi tệ vị thi sạm nà ca nơi bậc ni sông cột lộc thiên vị kỳ đại trời châu rung được nông cách đầm nà ca đi tệ thi sạm nà ca nông thay ní miền vạn miền cột chầm nuôn chầm này bậc cô đại trời mặc đo sắc cây cam được nông bậc ni tán có miền vạn miền này chơi đầm nàng thạm đi nhá sông ốc côn lộc thiên môn năng chấp đam sau là ca thằng ấy ní đầm nàng ai ca sôm đã xây đây sơn than còn khép môi chun đo ông chùm đông chùm ra sơn là đầm bồn dùng ta mà vị thiên ba sư bồn phơ chạy buồn này vị thiên tây khăn nóng đầm nàng ai ca sôm sơn là đã nở pho tang chia bộ vật tử rốt nè tốt so mà phải môi đại miên chung mua mông dầu đã chỉ một đài bỏ xạ xây chứ mua nông chẳng phò thì bọt rụp ní cứ miền lê y ấn chia bị xa khắp máy xôn bấy buôn bà muối bấy thì chia bị xa ông Klesh cứ son son bay bun from way bay muay from pee. Hey, I can say a band bought price of Sabarang high dagger, mean late year and son bay bun from pee son from bay from pee. I can say a good bun jet one time. Từ lơ sợ khay cam rồi bỏ nông chẳng phò chìm xét cứ bệnh trạng thà nông chẳng phò lắm trở bán không luôn nữ một tí so mà phải mùi nào phê đại quát nào phê đại mà đại quát trở bán cho bệnh chun từ so mà phải mùi hay nông chẳng phò có tư chìm mùi mà đại và quát đại cái lái xe bảy nhá ban tụt tuôn của vật trụ này vì mà chạy một đô lại ra Campuchia đi xịt khém nơi là nghe ngày sọc tam là dạy email hay số mình chạy tha cái lái xe bảy nhá mình ban sna sông đó đi xịt khém đầm bay ở đó lại ra này tê cứ đi xịt khém ban sra chiều rộp hay các ban rộp hơn nó ai cứ sao này là khôn ánh bản toa phí bản đập cả số đánh đau xạ xây cho môn đồ chẳng phò này nó phê đai cái lại xạ bởi nhà tụi tôi bản ai cứ sao này phím có bản thọ chẩm lòng chạy chun group hiệp kỳ tầng ọc phong đài mà giang vinh tiết xôm chùm riêng chun ông chùm đồ ra phong đài thà nơi thứ hai là xã xây nông chẳng phò một thua xã khai cam nút chun chóp chót có ban này dây phong đai thà ở bà sân chia miên bà vọt tà rụp rụp bọ mông dâu đại chia mặt đài rụp bọ nông chẳng phò ní cứ ai bình chạy bàn thá nông chẳng phò có trở bàn không khôn nơi mà tí xo mà phải mùi đài hay chôn chọp chót có bàn sna sông ao cài ở lại sập rì nhá đầm bay rốt ai cả xa nít phong đài đôi chân này đầm nang ai cả sông sna đại ai cả xa đại chia và vật rụp này tốt so mà phải mui đại miên chmu tha mông dầu đại chia mà đại rồi bỏ
nông chân phong ní dốt một thưa chỉ phong tàng đời dông tam vị thiên phát sắp làm phí cho buôn này vị thiên tây khăn nông à, sô mọc côn Kỳ xây tiết miền cà cọt tùng quà là với lưu ai kỳ xa bảo vọt tà rụp nhạc tù chỗ không khen đây là miền chung một đàm mồm dấu đây là bản sản xâm đạng đời dạ bìa nhà ní đại rì tí xâm chơi mê tù vi cà việc đấy Xôm ọc quân lục bà thiên, xôm cổ rục lục bà thiên, xôm cổ rục lục chạc rộng chiết nâng ơn ra chiết. Đôi đây khi nhóm bàn chung riếp như thế ngày môn tha côn cái đây khi nhóm. Chỉ chân chuộc cháu bàn xa rập hiếp, tổ tuôn xoá ốc kết tạc căm nư tuôn xoá lãnh, chùm nuôn mùi mơn pi bọn bây rồi bạch sập nẹ. Mình chẳng ạ. Chuyên đỏ tây tiết đại thạc luôn ban chốt nư so mà phê mùi nông rộ bóp Campuchia và chia thập bà tay khi nhóm ban chùm riếp chun lúc bà đi nhà chết nâng ơn ra chết tha ai tại miên phó tăng cổ rút cổ rộn bệnh chế thạc quát bất chế chốt nư so mà phê mùi bà gót mến cứ khi nhóm chìa mê thư vi ca phía ớt chùm tốt đấy cứ xông tổ tuôn mình mến tại mà nẹ đấy cứ bảo man rồi nẹ tiết mau cứ dương tổ tuôn tặng ớt ai tại miên phó tăng cực còn đôi chân này bảo sân chìa miên bảo quát tổ rút mà đai rồi bỏ nông chăn phò nơi khi nông so mà phê muối bất bà gót mến cứ khi nhóm ớt miên chùm tốt đấy cứ xông tổ tuôn dốc đau dì dì xông ớ quân chương mới tới cà phê đây anh trai chết oui monsieur le président nous souhaitons toutefois observer que ce document à nouveau a été produit de manière tout à fait tardive par les co-procureurs et que si nous l'acceptons aujourd'hui cela constitue une exception et que dans l'avenir nous continuons à nous opposer à toute production tardive pour ne pas dire extrêmement tardive de la part des co-procureurs de documents. Nous avons de documents qui nous ont été faits. Nous avons été faits. Hai nâng xong quan trọng đã ai cả xa tặng ổn nút chôn nó khăn ông xong nông rướng đầm bay phơ chìa phó tán hai mình khó ổng bì cả đã ai cả xa cỡ cỡ tiết đại rốt ban nở bê cỡ ổng bì cả sơ bằng kết phong đá đôi đại lục sầy mà tin giả cán quạt ban lược là ơn cả bì mà xa mến quạt tha cả đã ai cả xa dư cư viê chìa bà nhà hà đài bật đà mô bì ca tùm nẹ tùm nông rồi viêng chôn rong cru hay nâng ca tùm tùa ban nà bò đàm miên dứt hay đôi chân này nó không bà bòn cho bạp ní cư đầm râu ở chà kram sớp quạt sớp tài rộng tài phò tàng nà đài môn hay ca đạp biệt bần đăng dứt đôi chân này đài thơ vơ dương cho miên ca lùm bạ đôi chân này ca lùm bạ bạp ní cua tay chỉ cả này lực lên hay nâng sầm khăn bằng phót sầm rạp ong chung nôn chùm rẽ đảm bây chui sầm rùa đào ca chô rùm ở miền bật sật tập hiếp rô bọt chôn rong cua nâng khăn ông tầm ná ca svai rong dự thịt thoa này bà sầm mọc quân
Lục căng cái yếu tớ lục miền ai cả xa thì bọn tôi rút nè tù chọc không khang cho một đời mà mong dấu hơi rồi nữ hay lục cọt đồng cò khơi tha ai cả xa đi giang mạch đấy khi mình đã phát sáng lúc bật thiên xung cổ rút ông chúng nằm trong bia sẽ là tầm bông kỳ tì cổ rút ai cả xa đi khi mình tụt sọ thì muốn cho ai cả xa nơi tụt sọ ở miền tây ế ở chia hoặc tàng sắp hai tì bí ở sọ đáy khi mình tụt sọ tiết thả bất chở sọ đáy bốc lực bỏ mình tì xong phải mùi tâm tâm ni tạm bởi dạ ông xã văn ca dừng ni cầm xong tù đó lúc nàng nông cảnh phó đạch bên lúc nhóm mình cần khinh ai cơ xa khâm miễn ca khô chú công từ lời gọi khá lạc được chứ này khâm xông bật chọc bằng này ô quân anh chưa hình được mình tùy You know, just one word of explanation which may be useful. The reason why it is produced so late. My understanding is that in the past, DCCAM did try, before Lok Chumpal came a long time ago, DCCAM did try to find this document, and a search was conducted in the database. What happened, my understanding is that after the hearing, they did another search. The reason why it was found this time and not before is because they used several spellings and different spellings, and as you can see, apparently it was found another spelling, and that would be the reason why they found this document on Friday, and it was not found before, and we thought that that could be a useful comment and clarification for your honors. Bàn thân là sông đã vì khang đầm làng xã Bình Nhá hay phía kỳ tầng ọ mình chấm tòa tế khi bị xe cứ chuẩn đập trao nâng bởi vì cả phía cứ bàn tựa tuôn sọ nơi ai cả xa ni nhưng chẳng ông chấm rè tầm rạch tựa tuôn ai cả xa ni đã bình chôn từ sông sông rương đại lấy cứ ông chấm rè sông chấm riêp từ bởi vì cả phía cái đây ăn trại chiết sông chỉ riêp tha tạm biệt thiên tây khăn ống cứ mình cầm hật cầm nọt chạy lẹ nơi khăn ống bê bê lìa ในการจะตูลไอกระซานุตีองจำเรียนหนึ่งพิจารณาติดตามการในเชื้อแสดงในสถานภิบในการสนับสมได้กระซาเชื้อแหล่นามุ้ยถ้าเธอจะตูลหรือก็มันจะตูลให้จะตูลให้เธอทำลายดั่งมองไปเพื่อสาดังดาวหรือก็อดนึกคือเธอตามในเจ็บที่ติดตามการในเชื้อแสดงโดยเหตุพอได้มีตัววิหรือก็ทำปริญญาบานเลือกหลังอภิกระติสัพพิเศษได้นำออยเมียนปัญหาอ่ะขอคานเหมือนบ้านไตรเชียร์เราไอกระซาหรือก็กาไตรเชียร์เราไอกระซานั่งดอลในที่จงกร้อยในกาปิเพียซาดังดอลบนใต้บนตอนหัวปุยเต้ได้ซาองจุ่มเรียบนตอนบานบนจอมในในเตวิธีดังดอลในลอยจังเพื่อกี้คือไอในแต่เมียนปิลเมียนเอากะน้องกาพอดอลในพอตังเทียเละดังใบเอาองจุ่มเรียบปีนิดปีจานากรอนแต่กาดังดอลนั่งในปีนามุ้ยคือยืนหนึ่งกำหนดการไปที่เจริญก็มองเห็นการไปเจริญจึงมีหนึ่งการไปพิได้เยี่ยมบางกรุงตุงเชิญอยู่ลองมั้งMerci, Monsieur le Président. Je crois que peut-être qu'il y a eu un problème de traduction, mais pour la transcription de l'audience, il me paraît important d'indiquer que non seulement le document est considéré comme étant versé au dossier, mais également comme étant produit au débat. Il a été La valeur du document a été discutée à l'audience, donc je pense qu'on peut considérer qu'il est produit au débat et qu'il n'y a pas eu d'opposition de la part des parties. Merci.
ជាកិច្ចបន្តគឺយើងចាប់ផ្ដើមបន្តនីតិវិធីនៃការពិភាក្សាដេញដោលចំពោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះឈ្មោះភូខនដែលជាកិច្ចបន្តនេះសូមអង្គជំរះសូមប្រគល់វិទ្យាជូនទៅសហប្រញ្ញាដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសួរដេញដោលចំពោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះរូបនេះប៉ះសិនបើមានសំណួរសូមអញ្ជើញដំណាងសហប្រញ្ញា អរគុណលោកប្រធានជម្រាបសួរលោកពូភពខនកាលពីម្សិលមិញលោកបាននិយាយថានៅក្នុងអង្គភាព317បើសិនជាមានអ្នកណាប្រព្រឹត្តខុសត្រូវបញ្ជូនទៅស.21ឬក៏ទៅប្រិយស. ហេតុអីបានជាលោកដឹងថាដូចនេះតើកន្លងមកហ្នឹងអង្គភាពនោះមានវិធានការបែបនេះមែនទេជំរាបសួរលោកសហប្រញ្ញាគឺនៅអង្គភាព317ចំណោះឲ្យកងពល310ដែលគេចាត់ទុកថាជាកងវិន័យគឺជាកងកែប្រែ ព្រោះនៅទីនោះប្រព្រឹត្តធ្វើការងារដោយទុរន្ទរាដោយធ្វើស្រែប្រាំងនៅបឹងមួយយ៉ាប់យើងនេះក៏កាលគេបង្ហូរទឹកនៅព្រៃភ្នៅបង្ហូរទឹកបឹងមួយយ៉ាប់អស់ទៅធ្វើស្រែប្រាំងលើនោះហេតុណេះកងបីរយដល់7គឺធ្វើនៅទីនោះបង្ខំធ្វើការដោយធ្ងន់ធ្ងរបើយុទ្ធជនឬក៏កម្មាភិបាលណាដែលធ្វើការខ្ជិលច្រអូស ឬក៏ពលតាហោមិនឆ្អែតលេខមិនបានគ្រប់គ្រាន់គេតាមដានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺអាចចាប់បញ្ជូនមកស.21ក៏ប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាស.21នៅណាទេតែគឺលើកថាថាស.21ឬក៏ប្រិយស.តែប៉ុណ្ណោះទេបាទបាទអរគុណ នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកក៏បានរៀបរាប់ដែរថានៅក្នុងខែមិនិនាឆ្នាំ 1976 លោកធ្លាប់បានទៅការពារនៅមន្ទីរសេនាធិការរបស់សុនសេនតាមការចាត់តាំងរបស់ឈ្មោះអឿនតើពេលនោះលោកត្រូវបានគេចាត់ឲ្យទទួលភារកិច្ចអ្វីខ្លះនៅមន្ទីរសេនាធិការនោះ ខ្ញុំជម្រាបសាសលោកសហប្រញ្ញាគឺនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បំសើចច្បាស់ដែរព្រោះថាការចាត់តាំងរបស់អឿនដែលថាខ្ញុំទៅនៅមន្ទីរសេនាធិការនៅការពារទីកន្លែងនោះគឺមានរយៈពេលតែខ្លីទេព្រោះថាមិនបានស្គាល់ទីកន្លែងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែការទៅគឺទៅមែនបាទអរគុណ តើលោកទៅការពារនៅមន្ទីរសេនាធិការនោះរហូតដល់ពេលណាលោកចាំបានទេបាទជម្រាបសាសគឺបានរយៈពេលតែ 10 ថ្ងៃទេខ្ញុំបកមកវិញ ហេតុអ្វីបានជាលោកបកមកវិញ មានមូលហេតុអ្វីទេ បាទជម្រាបសាសពេលនោះគឺ វា ឆ្នាំ 76 ចំបងមកវិញគឺគេបញ្ជូនខ្ញុំមកនៅក្នុងជាមួយនឹងទុយអត់ទីវិញនៅមន្ទីរពិការបើគេដកពីពិការមកវិញបានពេលដែលចាប់កុយធូនហើយនឹងអឿន គឺខ្ញុំបានទុយយកមកដាក់នៅមន្ទីរកងពលវិញដដែលបាទអរគុណនៅពេលម្សិលមិញលោកបានជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះថានៅពេលមួយនោះលោកបានទៅសមរភូមិប្រយុទ្ធហើយពេលនោះលោកមានតួនាទីជាអ្នកកាន់តេអូនៅពេលនោះតើលោកដឹងទេថា ទាហានខ្មែរក្រហមមានចាប់បានទាហានវៀតណាមអីទេ
bát chấm rượu sa lộc qua thả nở pe nô để tôi bàn chặt tăng trong từ nở xoay riêng trong bàn can tê ô men hay có cá chập luôn rồi bỏ con tàu Việt Nam nở pe nô có bàn chập khơi chập bàn một luôn đấy có phần tay trong mình cho bà thả phần màn điện nội tiết cứ chập bàn có phần tay kia mình đang bị chun tơ na ruột nhom nở tì nô đấy và con ta lục lọp đăng tế tha miên ca bình chun con to Việt Nam tàng nước tư mình ti so mà phải mỗi ta lục đại lư rồi có đăng pi bành hà này đại tế bà trên bếp xác cứ tha pê nô đôi khi ông nơi miên nhất nâng hàng tế ô pê khi ông còn bàn chạp rộn ta khi chạp bình chun đơn nà đế có thể khi ông đăng ta so mà phải mỗi rứ có ta ti nà nô tế bà con vô mọc nếu không nông bằng tí so mà phải mùi vinh nếu phê đại lốt trở bàn bình chun tư không nông bằng tục khung khang rùa mùi hay phê nút lốt bàn khơi cho mùa dung dào nâu tì nốt đài ta krau phì dung dào nữa ta lốt sko là nạp xe tiết tế hay ta nâu tì nốt miên lại tốt sở trây nâng cổ ma đài tế chúng biết rồi sao sao bây giờ lộ nơi về để chăm chỗ đó cái đạn nó chướng đừng sải đầy rồi hãy từ cái sải mục về nó chăm bạc này tới khi chúng mua dùng nhau là tin nó bị mềm ai niệm tô sợi dây nâng cột mà là tin nó cứ ăn miên thế cứ miên tài mà nó quay hạ hai là chăm cá nó cứ chăm mà dụng mà phơi pi nam ấy cái nơi của mình thì mình khơi giật tay rứa của ma nó thì bà con nơi nông mình tụt rôm nút ta lục hơi nè tốt miền dập hiệp dạng mạch đá hay lục miền khơi miền chôn bọt tê nông nông mình tụt nút đá tê bà chân bớt xa xa bà rẻ nhá cứ nơi nông nốt cứ khi mình bàn khơi chôn bọt tê tê cứ khơi người ta không ai dường thoa mà đà hơi nâng miền dập hiệp trụt trôm đôi khi nếu khóa hà để chọc ở đây nơi khuyên thật bị bạ xôm mẹ cứ ở miền đôi chỉ khuyên làm lăng gầm hành thì đó khốn với một tư cần lại để kê bằng chôn lúc tư xâm lạp hay lúc bàn chùm riêp ông xâm nạc ca tha môn nâng kê xâm lạp lúc cư kê bàn bằng chôn lúc tư khăn ông tia mùi ta lúc bạn đang rồi có bạn lư nè diêm nấu tin nút nè gì bây giờ vậy là đại tế bà tìm được sắc cái nắp bên nó kẹt tròn đáy tròn phun hai những đặc trôi tới nó cứ nhom xàm mình khó cứ tiền nó chỉ tiền chơi thì cái bàn tay nè diêm đặc tới nó kế có mình lưu thờ này gì ở vây cài vì bình chô này tô thật nông nốt có cái bật thì chụp từ hay cho mình đang ta tì nốt cứ chìa vây tiếp rồi thật chết ở hơi là nghịch phòng bà ọc cún nó bê đài lốt vì chanh bì rừng đào để kê xâm lạp mà nốt nốt ta lốt mình khơi nhờ vây cô ấy chạp ở rõm đài tế ô tí hoa đôi chìa tê xâm rạp đạn này tốt môn nâng vô tàu xâm lạp ta miên rụp riêng dạng mấy ê dạng mấy ta lục ai bình chạy bàn tế chúng đẹp là sao cứ nập bê nô đẹp nhóm bàn ngơ bì rầm đài ưu máu cứ đại miên khó máu chùm nuôn bày nịa nà bì lư squat tiên nô cứ nhóm ngơ bà lớn để bàn ngạc luôn bàn thiện cài bàn bằng cùi ngơ bà lớn máu cứ mình khuyên xa xóa muối và nó có ba lúc có bạch tích ở thái của bạn là chả rắc trọng có khi nó tật mật tích và thích nhóm ăn xuân để tham thả mình ruột đi nhóm của bạn ngơ một cái lập hốt bình đồng một nhóm ai tới khơi tiền mùi nó chẳng ai và bạn xa màn tới vì chỉ mơ đập rơi lập rơi chẳng ai và chỉ mà rôi đi rôi mệt đấy từ tiền lúc tiền chơi tại pro mà năng chỉ pro vậy tiếp pro nhóm mười chẳng ai để bà con
Tao miên sầm nong ở vây xây tiết đại tế rồi có đam chơi ở vây đại cua cho bà rõm đại tế nó bên nồng. Chúng đẹp xa, xa bên nhá cứ nạp bên nó. Đại khi sầm lăng tới khi miên đam chơi mùi, đại khi nhóm bạn luôn tới ở đây vì phong đào phong nó đó cua chơi nó ấy khi nhóm bạn ru. Xa đại những cua chơi thom mùi nó vẫn đang chơi đam chơi vậy tí, bước nhóm bìa mơ mình cho bạn đấy. Vì nó chết bìa lư hai cái vấn đề mình ai so này than thật đam mà vậy mà ông rồi hôm một đòn bên này ta lục ai màn đằng tế thà còn lại nóng nâu một đông nà đấy xong chưa được xác cứ hốt đòn bên này cho mình đại bàn thờ đấy của thà chứng ai vấn đề tạm cả màn thì cái này nó phải đến nơi trường ai hay của bạn tại về nó của nhóm mình đại bản tới thì thằng phải về nó mổ là hốt một đó là cho năm bị quân làm bay để cho bạn trôi mổ xong phi mũi này có mình bản tới đó là trường ai đây bà con nơi về đại lục cho ông nơi xong mà phi mũi nó ta lục mình đang tế thà nè na chia bật thiên rồi bỏ mình tì xong mà phi mũi nó bạn trong lớp xa nơi thì nó cho mình đang thả nên là chiếc và thiên tế thì bố thả cả chiếc khung kháng cứ khuyên phê lưng đa rư có át mơ ở bàn khơi cực trung trôi nơi tế bố át mơ bàn thì bạn đến mình tì khung kháng tại bản nó ai chung bình cứ sất tại trình trường chết hay có miền bằng ui đấy có bàn tay mơ bàn tại các bàn khơi tại các bàn này dìm thì hay nên đa tơ mô bàn tay cho mình mạnh đang bàn thả nên là tu khó trơn là xo phì muốn nó chiên là nà thì bà con từ lớp một pel đại kê chập lục mình ta nộp pel nữa kê miền prap lục thà lục khó vậy đại tế bà chỉ nộp sa nộp pel chập luôn nhóm cực cho mọi miền đăng luôn thà kê thì chập tế vừa thà pel nó sầm rạ phi cang nghe bà hai chỉ mong pram là hai nhóm bàn lang chen máu khơi làn làm ta còn bảy nước châu từ nhóm cô mình chặn chả ron thà kê chập nhóm tí sau thì khơi dứt chuyền nó pin nè hai những bờ bò nó mình nè bảy nè đó về cái hai cho một chân tới cái chuồng chập tròn rồi tới cho mình ăn mình lư thà kê thà này anh khó vậy phò bà con về đại cái chập lục đạn làn ta cái chập nơi cái lại ná hay ta tự đau rồi bỏ làn nữa miền đồng nào chúa tôi tư khẳng nào đái lục trăm ban tế chiếm được bớt xa khi thả ca chạm nữa khi thả làn nữa cứ miền bật chết ở hơi cứ miền thật liệu khẩn nạt nữa bật chết khẩn nạt kra bật chết chứng hiên hơi nâng cõi khẳng múc nẹ bác cái kê mà nói khởi nế nẹ bác làm ta cứ bật chết khẳng múc khẳng cõi chứng hiên sang khẳng hai nhóm cái chỗ ta anh quy đa hai nị diêm kiên kiến nó quy mặc hàng nè mặc hàng nè hai đứa nè nhóm có mặt đằng thà lan nó cái vừa là từ từ hàng trường cái từ hàng bộ nội tì bà con lục thiên nhóm ở sầm nô hỏi bàn tay đồng nang ai cá miên sầm nô môi ong trong su mình chạy tới chôn trong chót tam là dạ lô bạch thiên ta lô bạch thiên ở nhà đại tế một tòa pì nàng dạ về nhà ông đại triệt ban sô sầm đồ hời chơi đồng nàng dạ về nhà ông đại triệt Mr. Park Khan, you've been extensively examined by the judges and by my learned friend, so I don't have many questions for you. Just one question to clarify what came out in your testimony yesterday. Yesterday, Mr. President pointed out an apparent contradiction between what you told when you filled
the victim information form and what you tell this chamber. In that context, I just want you to clarify how much time did you spend with ad hoc when in 2008 you filled your victim information form? Just one last question. Was this document read out to you at the time you gave your thumb impression on it? យ៉ាងមកទីប្រុសខ្ញុំមិនបានអានហើយនេះសូមលោកសហប្រញ្ញាអនុគ្រោះនៅពេលនោះប្រុសខ្ញុំក៏ផ្ដិតមិនដៃក៏យកមកបាត់ទៅ Your Honours, I don't have any further questions for the civil party. លោកស្រីចក្រមខ្ញុំអត់មានសំណួរទៀតទេចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋវេនីរូបនេះសូមអរគុណលោកប្រធានសំណួរដែលតំណាងអាយកាចង់សួរទៅជូនជាប់ចោតសួរថាតើនៅការចេញចាប់អ្នកទោសនៅទីក្រុងភ្នំពេញតើគេយករថយន្តឡាំបតាទៅប្រើប្រាស់ដែរឬទេបាទអរគុណជូនជាប់ចោតអាចឆ្លើយបានមិនចាំបាច់តាមរយៈប្រធានអង្គជំរះទេព្រោះភិក្ខីថាភិញ្ញាមានសិទ្ធិក្នុងការសួរគ្រាន់តែសុំការអនុញ្ញាតសួរបានហើយអញ្ចឹងសំណួរនេះជូនជាប់ចោតអាចឆ្លើយតបបានលោកប្រធានជាទីគោរពនៅសម័យស21ដែលខ្ញុំធ្វើប្រធាននេះក៏ដោយតាំងពីណាត់មកក៏ដោយលំរតាមានតែមួយទេជារបស់ដែលខ្ញុំបានប្រើឯចំណែកចេញទៅទទួលមនុស្សពីកន្លែងផ្សេងគឺយកអាកាត់កាត់ចិនសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះអរគុណអាចកិច្ចបន្តនេះសូមបកគលវិទ្យការទៅមេធាវីអ្នកតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋបវិនីហើយតើមេធាវីអ្នកតំណាងដើមរំនីក្រុមណានិយាយមុនក្រុម3ដែលជាតំណាងឲ្យភូខនសូមអញ្ជើញបាទជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានគឺថាពាក់ព័ន្ធការតាំងសំណួរទៅកាន់ដើមដឹងរដ្ឋវេនីគឺមេធាវីដើមដឹងរដ្ឋវេនីក្រុម3ជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនហើយការចាប់ដើមសំណួរហ្នឹងនឹងសួរដោយសហមេធាវីអន្តរជាតិជាដំបូងហើយបន្ទាប់មកគឺសហមេធាវីជាតិហើយនឹងសល់មកគឺយើងទុកឲ្យសហមេធាវីផ្សេងនៅក្នុងក្រុមផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណ
Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs et Mesdames les juges. Bonjour, Monsieur Pocan. Je voudrais vous poser les questions suivantes. Tout d'abord, à quel âge vous êtes-vous engagé chez Khmer Rouge? Excuse-moi. Avez-vous participé à une bataille et à quel endroit? Avez-vous participé à la libération de Phnom Penh? Ce jour-là, étiez-vous content, heureux? Est-ce qu'on vous avait prévenu que Phnom Penh allait être libéré de sa population? Quel était le motif qu'on vous avait donné et on vous avait dit que ce serait pour combien de temps? Par la suite, vous avez été marié, et je voudrais revenir sur cet épisode de votre vie. Dans un premier temps, aviez-vous envie de vous marier? Lorsque vous avez été et par la suite marié avec votre femme, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous étiez heureux?
តែលោកពេញចិត្តនឹងសុបាយទេនៅពេលរៀបការនោះត្រង់នេះខ្ញុំដូចធម្មតារៀបការកាលពីដើមខ្ញុំដូចជាយានទីចោលព្រោះថានៅក្មេងហ្នឹងគេថាការរៀបការមុនដំបូងគឺមានលក្ខណៈមិនពេញចិត្តចំពោះគ្នានេះទេគាត់តែបានជិះប្តីប្រពន្ធហើយធម្មតាមនុស្សគេតែងតែមានមនោសញ្ចេតនាបាទ Quand vous l'avez cherchée, vous étiez inquiet de ne pas la retrouver et vous souhaitiez la retrouver. Je vais même poser quelques questions sur une période plus pénible qui a été la période des interrogatoires. Je voulais savoir, au cours de ces interrogatoires, quelles questions intéressaient les interrogateurs. Est-ce que c'était des éléments de votre vie privée, de votre action quand vous étiez chef Khmer Rouge, ou est-ce que ça concernait votre chef et pourquoi? ចំពោះលោកឬក៏កម្មភាពផ្នែកក្រហមដែលលោកបានចូលរួមឬក៏គេសួរលោកអំពីមេរបស់លោកតើហេតុអ្វីបានគេសួរសំណួរទាំងអស់នោះបាទខ្ញុំរៀបសារទៅលោកគឺការសួរចម្លើយវាមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងលើកទី1គឺមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងមុនដំបូងគេសួរពីតិចអោយខ្ញុំឆ្លើយគេអត់មានវាយទេមិនឯងឆ្លើយត្រង់មកគេនឹងដោះលែងវិញតើអ្នកណាជា អ្នកបង្កប់បញ្ជាមិនឯងនៅក្នុងរយៈនៅក្នុងកងនៅក្នុងជួររបស់មិនឯងជា CA ឬកាស៊ីបេភ្នាក់ងារយូនទៅគឺគេបានសួរតែចំណុចនេះគឺតិចគេនោះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាអ្នកណាទេព្រោះតែខ្ញុំវាមិនដឹងថាខ្ញុំ CA Est-ce que les interrogateurs s'intéressaient particulièrement à votre chef et pourquoi? គេចាប់អារម្មណ៍សួរអំពីប្រធានឬមេរបស់លោកដែរឬទេប្រសិនបើគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមេរបស់លោកនោះហេតុអ្វីបានជាគេចង់ដឹងទៅលើចំណុចនេះបាទជម្រាបសួរគេគេសួរបើតាមខ្ញុំយល់គេអាចថាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានរស់នៅជាមួយអឿនក៏ដូចជាធ្លាប់ស្គាល់តុយធូនកុយខួតកុយធូនបើគេចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាប់និន្នាការនយោបាយឬក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធ Après avoir la fin du dernier interrogatoire, est-ce que vous avez été reconduit dans votre cellule individuelle ou dans une cellule collective, ou est-ce qu'après avoir été mis dans la cellule individuelle, vous avez été après gardé en cellule individuelle jusqu'à ce qu'on vous emmène pour l'exécution ou au contraire mis en cellule collective? គឺយកដាក់បន្ទប់ដោយឡែកតែម្នាក់ឯងគឺមានបន្ទប់កលឡើងពីឥដ្ឋជញ្ជាំងជុំវិញទៅមានទៅទ្វារចូលតែមានទៅទឹងមួយម៉ែត្រមួយម៉ែត្រមួយទឹកឬក៏ពីរទឹកមិនដោយពីរម៉ែត្របីទឹកបួនទឹករ៉ុណោះទេបាទ
Et après le deuxième interrogatoire, est-ce que vous serez gardé en cellule individuelle jusqu'à vous, qu'on vous conduise pour exécution, ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez quitter la cellule individuelle pour retourner en cellule collective? Vous êtes resté dans cette cellule individuelle jusqu'à ce qu'on vous emmène pour l'exécution? Enfin, sur la dernière période de votre récit, lorsque vous êtes sur le fleuve, sur le morceau de bois, vous avez indiqué que vous étiez extrêmement faible. Et est-ce que j'ai bien compris lorsque vous expliquez que ce sont les soldats qui vous ont sauvé? Et qui étaient ces soldats? ហើយលោកនិយាយថាទាហានជួយលោកប្រសិនបើមានទាហាននោះជួយលោកមែនតើទាហាននោះជាទាហានណាដែរហើយពួកគេជានរណាជំរាបប្រសាសន៍នៅពេលដែលខ្ញុំតងក្តារនៅគីនទន្លេឬនៅគីនច្រាំងដែរឃើញថាពេលនោះខ្ញុំឃើញបាឡាកណូតចុះបើកមកមានមួយភ្នាក់10នាក់ Pour revenir enfin sur la période de votre arrestation, vous avez indiqué dans votre plainte que les camarades Eun et également vous pensiez le camarade Cui ainsi que sa femme et ses trois enfants. Le camarade Cui appartenait lui, semble-t-il, à la division 304, avait été arrêté. Est-ce que c'était au même moment que vous? Est-ce que c'était avant vous? Et vous avez également indiqué que vous pensiez qu'ils avaient été torturés et tués à tous les. Comment avez-vous eu cette information? C'est vrai que ma question était un peu difficile. Non, on va donc la couper en différentes questions. Premièrement, est-ce que le camarade Ung, dont vous dépendiez, et est-ce que le camarade Cui, ainsi que sa femme et ses enfants, ont été arrêtés? Comment avez-vous su qu'ils avaient été détenus, torturés à Tuslang, et comment avez-vous su qu'ils étaient morts? មកប្រជុំនៅវត្តភ្នំពេលនោះគឺ
miền ca thoát xe ăn đòi xâm lệnh ươn tựa chào ý bóng phố nâng dựt chân nơi con phí cá nâng rẽ đá tí tiết đập cái chân đây xa đập phía bằng ươn tươi nốt bởi kinh khẩn đạp kết trả lời tại miền ca lùm bạ là ủ lực hạt đây bằng tế chân đây bỏ kết cứ bất bạc gọt khi chạm xa ý bóng phố dựt chân cà mạp bà tên ngót nâng con con phố bởi đọp nơi nông vượt núm thờ cái lấy nó cứ chưa vượt núm cứ rông con chà nên cái con nó vậy thì bữa thầy đã tin nó cứ chăm bán làm nên bữa thà ai xoắn thì than bán thà mong ướn cứ cái chập luôn nó về nó rứa của mình đang chỉ nó xòm phơi mũi được phơi nắng nó tiếp bọc chăm bán sờ tiếp phơi nó xòm phơi mũi đang chỉ mấy tiếp bọc tam ca xoắn thì than cứ ai sập nó phơi nó mềm merci monsieur. Je passe la parole à mon co-avocat cambodgien. Monsieur le Président, monsieur le Président, លោកអំបានរៀបរាប់អំពីការចូលធ្វើខ្មែរក្រហមរបស់លោកអំតែលោកអំអាចបញ្ជាក់បានទេតើលោកអំចូលតាមរយៈអ្នកណាហើយចូលទៅតាមដោយវិធីណាដោយមូលហេតុអ្វីសូមជម្រាបលោកមេធាវីចាប់នាយកពីមុនដំបូងឬក៏នាយកពីចិត្តស្រប់ប្រាំបាទគឺពីដំបូងដែលលោកអំចូលជា បកជនឬក៏ចូលនៅក្នុងចលនាតស៊ូនឹងពីដំបងបាទខ្ញុំរៀបសាសគឺការចូលបដិវត្តន៍ពីសម័យនោះគឺដោយការចូលរួមការដើរឃោសនារបស់អង្គការខ្មែរក្រហមដែលបានដើរឃោសនានៅតាមភូមិខ្ញុំចូលនៅឆ្នាំ71គេលើកឡើងពីការរំដោះ សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺចូលរួមរំដោះជាតិធ្វើជាកងទ័ពលះបង់សាច់ញាតិទាំងអស់គឺចូលរួមទៅពេលនោះខ្ញុំចូលតាមរយៈនៅតាមឃុំពីដើមចូលឃុំទេរហូតមកបានគេបញ្ជូនមកលើមកលើរហូតមកដល់ខ្ញុំបានមកហាត់កងទ័ពនៅព្រៃប្រោះភូមិព្រៃព្រាលយើងកំពង់ធំនេះ ទើបបានគេបញ្ជូនខ្ញុំមកនៅកំពង់ធំកំពង់ថ្មតាំងសាំងធ្វើប្រតិបត្តិការវាយកងទ័ពលន់លន់នៅសម័យចិនឡាទី2ជាបន្តទៅរហូតមកដល់រំដោះភ្នំពេញបាទបាទសូមអរគុណលោកមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុង ទាំងការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់លោកអ៊ំមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកកុយធួនតើលោកអ៊ំមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយនឹងលោកកុយធួនបានជាលោកអ៊ំលើកអំពីឈ្មោះគាត់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងហើយនឹងការធ្វើសក្ខីកម្មក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះបាទសូមជម្រាបថាលោកមេតាវីបងកុយធួនខ្ញុំកាលពីសម័យសង្គ្រាមឆ្នាំ 73ខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយគាត់នៅមន្ទីរហ83មន្ទីរត15នៅភូមិខ្មអនៅគីឡូ10គីឡូ13យើងចំការកស៊ូឥឡូវស្រុកចំការលើស្រុកទឹងត្រង់ស្រុកសឹងតង់បាទភូមិខ្ទួយ ខាងលើស្រែវាលស្ពឺពងចាមអានចការលើយើងខ្ញុំបានស្គាល់ហើយរស់នៅជាមួយគាត់ក្នុងរយៈឆ្នាំ73និង74ទើបបានដកខ្ញុំមកនៅអង្គភាពកងទ័ពវិញនៅឆ្នាំ74គឺខ្ញុំស្គាល់គាត់យូរដែរនៅមន្ទីរហោ83និងទីតរ15គឺគាត់ជាប្រធានភូមិភាក304កាលពីដើមគេហៅថាបងធុចបងធុចទេ
ពេលរំដោះហើយនៅឆ្នាំ73ទើបគេហៅកុយធូនបាទបាទសូមអរគុណចុះទំនាក់ទំនងក្រោយពីថ្ងៃរំដោះមករវាងលោកអ៊ំនិងលោកកុយធូននឹងបានបញ្ចប់ឬក៏នៅមានទៀតទេឬក៏ហើយមួយទៀតគឺភូមិភាគ304ហ្នឹងគឺជាអ្វីហើយហ83ហ83នឹងតដល់5ហ្នឹងជាអ្វីតើលោកអ៊ំអាចបញ្ជាក់បានទេ បាទជំរាបសួរគឺមន្ទីរហោ83គឺចំណោះឲ្យមន្ទីរភូមិភាគឺសម្រាប់ធ្វើសន្និបាតធំធំដូចជាថ្នាក់តំបន់ថ្នាក់ស្រុកក៏តែហៅទៅប្រជុំនៅមន្ទីរហោ83គឺដោយបងកុយធួនគាត់ជាប្រធានភូមិភាគ304គឺភូមិភាគឧដរអានេះគឺសន្និបាតនៅមន្ទីរនោះគឺជាមន្ទីរប្រចាំការការមន្ទីរភូមិភាគ ហើយមន្ទីរតរ15នោះនៅភូមិខ្ទួយក៏ជាមន្ទីរភូមិភាគដែរគឺកន្លែងនោះតរ15គឺបង្កើតក្រោយហ83គឺក៏គាត់ជាកន្លែងរបស់គាត់ដែរគឺគាត់សម្រាប់ប្រជុំកម្មាធិការធំធំពីថ្នាក់តំបន់ថ្នាក់ស្រុកចូលទៅធ្វើសន្និបាតនៅទីនោះបាទមេធាវីតម្រង់សំណួរឲ្យចូលនៅអង្គហេតុសំណួរដូចឆ្ងាយពីអង្គហេតុ ថ្ងៃណាអង្គហេតុកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ76ហើយប្រវត្តិនោះគឺតាំងពីឆ្នាំ76ពេលវេលាក៏ដូចជាមិនច្រើនទេហើយការសួរឆ្ងាយក្រៅអង្គហេតុនាំឲ្យខាតពេលវេលាឥតប្រយោជន៍សូមអរគុណលោកប្រធាន ខ្ញុំនឹងកែតម្រូវសំណួររបស់ខ្ញុំឲ្យចូលគៀកទៅនឹងអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកអ៊ំភោកខនលោកអ៊ំភោកខនលោកអ៊ំបានជម្រាបថាលោកអ៊ំមានឈ្មោះហៅក្រៅមួយទៀតគឺភោកសរុនហើយលោកអ៊ំជាកម្មកររទេសភ្លើងតើលោកអ៊ំអាងអញ្ចឹងមែនទេ បាទគឺនៅសម័យឆ្នាំ 75 ខ្ញុំបានប្រែឈ្មោះកាលពីសម័យសង្គ្រាមមុនជាសម័យសង្គ្រាមខ្ញុំដាក់ឈ្មោះភោកសខុនដល់ពេលប្រែពីភោកខុនដាក់ភោកសខុនក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលរំដោះហើយខ្ញុំក៏ប្រែពីភោកសខុនមកដាក់ភោកសរុនវិញបាទគឺខ្ញុំបានទៅនៅក្នុងកម្មក្រសួងកម្មកក្រោយ 75ហើយ78ហើយនេះទេគឺគេឲ្យទៅទទួលជាបណ្ដោះអាសន្នជាកម្មករនៅរាលទេសភ្លើងភ្នំពេញយើងនេះបានចំនួនប្រហែលជា 15 ថ្ងៃទេទើបគេចាប់ខ្លួនបាទដូច្នេះឈ្មោះល្អមានឈ្មោះភោកសខុនចោះឈ្មោះភោកសរុននឹងជាឈ្មោះនៅក្នុងសម័យនោះដែរឬទេ ហើយឈ្មោះភោកខនបាទជម្រាបសាសឈ្មោះភោកខនគឺជាឈ្មោះដើមពីបញ្ជីជាតិគឺឈ្មោះភោកខនដល់ពេលខ្ញុំចូលបដិវត្តន៍មុនដំបូងខ្ញុំដាក់ភោកសខុនដល់ពេលរំដោះហើយនៅឆ្នាំ 75បានខ្ញុំប្រែពីភោកសខុនមកដាក់ភោកសរុននេះឈ្មោះដែលត្រូវហៅជាបន្តទៅរហូតដល់ចាប់ខ្លួនបាទ ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារមួយដែលក្រមមេធាវីយើងខ្ញុំបានរកឃើញហើយប្រកល់ជូនលោកអ៊ំមានឯកសារមួយដែលនិយាយអំពីឈ្មោះភោកសខុនហើយឯកសារមួយទៀតសរសេរជាអក្សរដៃយើងមើលមិនច្បាស់ទេតែយើងអាចកត់សម្គាល់ថាជាអក្សររប្រហាក់ប្រហែលនឹងអក្សររច្រើនជាងអក្សរខអញ្ចឹងភោកសរុន តើឯកសារនេះលោកអ៊ំអាចបញ្ជាក់បានទេថាវាមានតកតងនឹងឈ្មោះលោកអ៊ំដែរឬទេឯកសារដែលពួកយើងខ្ញុំបានប្រគល់ឲ្យនឹងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបត្រង់នេះគឺថាឯកសារនេះដែលមានដាក់ឈ្មោះភោកសរុនពីលើប្រទេសភ្លើងភ្នំពេញ
ចម្លើយរបស់សុកណាន់តំបាញ់តបួនឃើញថាសុកណាន់ខ្ញុំក៏មិនសូវស្គាល់ទេច្បាស់ទេព្រោះខ្ញុំមិនទៅនៅក្នុងប្រុសសុកណាន់ជាអ្នកនាំខាងតំបាញ់នោះទេឯកន្លែងរាល់តែភ្លើងនេះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាឈ្មោះភោកសរុននេះគឺជាឈ្មោះខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែដល់ចេះចម្លើយរបស់សុកណាន់ទៅវិញ សូមជម្រាបនេះបាទបាទសូមអរគុណមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិរូបរបស់បងប្អូនជីដូនមួយរបស់លពូដែលឈឿងផំតេណិតតើប្រវត្តិរូបនឹងត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលលោកអ៊ំបានស្គាល់គាត់ថាជាបងប្អូនជីដូនមួយដែរឬទេ ដែលសាលោកមេធាវីគឺឈ្មោះឈឿងផំដែលប្រែមកពីសម័យបដិវត្តន៍ហៅថាទិនណេតនោះគឺជាឈ្មោះរបស់គាត់ពិតប្រាកដគឺជាបងប្រុសជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំពិតមែនបាទបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំវិលទៅក្រោយបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជាប់ឃុំឃាំង ការសួរចម្លើយនឹងការធ្វើទីរន្តកម្មលោកអ៊ំបានរៀបរាប់ថាអ្នកសួរចម្លើយលោកអ៊ំតាមដែលលោកអ៊ំបានឮឈ្មោះហូនិងឈ្មោះសេងតើលោកអ៊ំអាចកត់សម្គាល់បានទេថាតើមានឈ្មោះហូនិងសេងហ្នឹងមានភិនភាកយ៉ាងម៉េចឬក៏លោកអ៊ំអាចសម្គាល់អ្នកសួរចម្លើយនោះបានដែរឬទេ សូមជម្រាបលោកមេធាវីនៅពេលនោះឃើញថាការចងជើងនិងចងដៃដេកកាប់មុខហេតុដូច្នេះក្បាលខ្ញុំគឺមិនអាចងើបមើលរួចទេព្រោះតែដៃជាប់ចំណងទៅក្រោយទៅហើយងើបបានដែរងើបបានអើតែក្បាលបន្តិចហើយមើលឃើញក៏ឃើញតែត្រឹមបើថាអាចនឹងអែតត្រឹមជង្គង់ទៅក្រោមគឺមិនអាចមើលឃើញមុខថាសេងនៅមុខម៉េចហូរនៅមុខម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែលឺថាខោហៅដោយថាហូរគេហៅសេងទៅសេងគេហៅហូរទៅ ឯងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាអវ័យមួយសន្ទុះទៅបានឃើញខ្ញុំលឺសូរសម្រាប់ជើងទេក៏ប៉ុន្តែហូរទេគេប្រាប់លឺថាអសេងមិតសេងបងកង្កើតកូនជ័យមកហើយខ្ញុំក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ថាបងកង្កើតនោះជានារីទេព្រោះមិនហ៊ាននឹងអើតមើលមុខគេផងអើតមើលក៏មិនមើលមិនឃើញមុខគេខ្ញុំអត់បែនចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកទទួលខុសត្រូវនោះជាបងកង្កើតនោះអ្នកទទួលខុសត្រូវអីទេសូមជម្រាបបាទ ហើយដូច្នេះបងខាងកើតក៏មិនបានឃើញភិនភាកច្បាស់លាស់ដែរអញ្ចឹងមែនទេបាទបាទពិតជាអញ្ចឹងមែនលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីគេធ្វើទិរុណកម្មលោកគេវាយលោកតើលោកអាចពន្យល់បានទេតើវិធីវាយនឹង វាយ៉ាងម៉េចហើយលោកគេអត់អាចរើបានឬក៏យ៉ាងម៉េចបានជាមិនអាចមើលឃើញឆ្វេងស្ដាំឬក៏ឃើញភិនភាកទាំងស្រុងឬក៏យើងនៅស្ងៀមឲ្យគេវាយឬក៏យើងមិនបានន័យថាយើងមិនអាចកម្រើខ្លួនសោះនៅពេលដែលគេវាយឬក៏យ៉ាងម៉េចអាចពន្យល់បានទេ សូមជម្រាបសាសលោកមេធាវីគឺការធ្វើទរណកម្មវាតែងតែមានការឈឺផ្សាប៉ុន្តែជើងជាប់ដៃជាប់ទាំងអស់ហើយឆ្នេះពេលកាប់មុខហើយគឺមិនអាចផ្ងារបានវិញទេព្រោះដៃជាប់ចំណងហើយជើងក៏រើមិនរួចហើយឆ្នេះការវាយតបគឺមានការឈឺខ្សែតីដូចដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្សែល្អិតមានពិតក៏ប៉ុន្តែវាយដាក់មកឆ្វាច់ទៅដល់ឆ្អឹងក្តៅឈឺណាស់ ហើយមានតែរើតែស្មាហើយនឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះងាកតែខ្លួនម៉ាំងងាកតែប៉ុណ្ណោះទេឯឈឺនៅឈឺបណ្ដៃជើងមិនអាចរើទៅបានណារួចទេព្រោះជាប់ចំណងអស់ទៅហើយវាឈឺណាស់ខ្ញុំពេលនោះក៏ត្រុតត្រោមឈឺខ្លាំងមែនទែនត្រាំសឹងមិនបាន បាទសូមអរគុណហើយបន្ទាប់មកទៀតតាក់ទងទៅនឹងការនាំលោកទៅកាន់បន្ទប់
rồi mà đáp bay bạch bọn nít tà lộc a chấm nam bàn tê tà bun tốp nung cứ chìa mùn tốp đại kích xâm rạp khôn mùn nâu mùn tí sọp mà phay mùi bạch bọn nít đại rì tê rư có chìa mùn tốp mùi xênh đại copy mùn tốp đại lộc thlọp trở bàn kích khôn nâu nông xâm mai nung và trong việc xác cái thà nhóm đôi chị ca lệ tờ viện mùi cho mùi lục rù nó có lục mì tử ví hay nâng chung mùi ổng ca thị vị ô nâng ổng ca xin tiền để bàn chung tới cái thà nhóm có chân nằm bàn đấy vô thà phê nó cái thà ca rô nơi cứ mình ai đợi tà nà bán cứ mình ai chân nằm rùn ánh là một tục nà rứa qua kia mùi nà nó tì có phần tế ca tới một nằm bốn cực nhóm đạch thật nửa kia chân tuần đây rồi mình bàn lần từ lưu thì tạm thần rộp đá nâng thần rộp ca hai tụ thu chung lời nó bê khâm tâu bê nó có khi mình ai bàn xa màn thật trước nó thì nà đấy rồi chánh có giúp chôl có giúp hãy bật phần này là hộp chôl tụ thu chung lời cái bật phần này à mô vinh cái bật phần này đó là cái lãnh tư cái bậc đó bậc lãng khuyên tình chiêng chung vinh mà nâng dạ kia mùi nạc không có chăm mình thơ bà này à. Bạn xong bỏ con là ca bằng chạy rồi bỏ lòng phố khón. Bạn chia bằng tóc trong xong xa xong tới lúc bật thiền. Mẹ ta anh nhạt ở dương khi nhóm xua tới căn chôn chọp cháu. Bẹp bọn tờ nâng ai cả xa đại dương khi nhóm bạn đã chùn. Chịp phía xa khám ái. Cứ tìm mũi cứ ai cả xa. Chịp phía xa khám ái đại miên lê. Ơ e ân. Xôn xôn. มาไพ่ปมใบมาไพ่ใบดับปีเลขสมกอลปรามสลักปมเปิลสลักมุ้ยจดใบให้นางบรรทออเทียดคือภาษาที่ภาษาขมายดัดได้คือโซนโซนมาไพ่ปมใบมาไพ่ใบดับบุญดับใบให้นางโซนโซนมาไพ่ปมใบอ่ะมาไพ่ปมใบมาไพ่ใบดับบุญที่ภาษาขมายสมนุกคือสมอนุญาตตามระยะโลกประเทศสุธาตา លោកកាំងកិច្ចយាវអាចសម្គាល់បានទេថាតើឯកសារនេះគឺជាឯកសាររបស់មន្ទីរស.21ឬក៏ជាឯកសារដែលមិនចេញពីមន្ទីរស.21បាទសូមមេត្តាលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យជន់ជាប់ចោតគាត់បញ្ជាក់លើចំណុចនេះបន្តិចបាទសូមអរគុណ ក្នុងចំណោមឯកសារទាំង3នេះបើសិនមិញគឺជន់ជាប់ចោត bàn bằng chạy cho bà lo lựa ai cả xa để miền lê yêu ân xôn xôn mà phê bấy và phê bấy đọc buồn rưỡi hời chẳng mình ăn nhạt ở đạ bằng trang tiệt đề chìa rương đọt đài để lại ai cả xa pi ni dường nâng ăn nhạt ở này kháng số tu đạ bài hành để cần chọn tu được tu tam cả sân đà sông ឯកសារទី1ដែលមានលេខ EON00 2008 2003ដល់3នឹងឯកសារទី2 00 2003 2003ដល់3ជនជាប់ចោតអាចពិនិត្យមើលនៅឯកសារនេះហើយឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់មេតវីតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់តាមរយៈប្រធានទេពីព្រោះភាគីមានសិទ្ធិគ្រាន់តែស្នើសុំអនុញ្ញាតសួរប៉ុណ្ណោះតើលោកអាចកត់សម្គាល់នៅឯកសារទី1នេះថាជាឯកសារដែលចេញពីមន្ទីរស.21ដែរឬទេ lục càng kỳ yếu lục ai bằng hai bị chẹt lưỡi ai cái sa này bàn tí ai cái sa trong đơn pi này thì lại lưỡi ai cái sa thì mùi nữa rồi sôn sôn một phay bằng bấy một phay bấy đập pi ông pi mua phục sạc khăn chim đẹp sang lục bạch thiên ai cái sa thì mùi
miền lệ sông sốn Pì rồi 82, bây rồi đọc pì Vì chị ai cơ xá, rõ bỏ mình tí xóm phải mùi Chị ai cơ xá xua chùm lời Rồi bây giờ này chung trăm, trong khi năm bom rồi chất sắp rắm Nâng đàm khi năm bom rồi chất sắp mùi Chị bị xách trong khi năm bom rồi chất sắp rắm Chùm này ai cơ xá tí pí có được chung nó Cứ ai cơ xá lì xôn xôn ពី 283 ក៏ជាឯកសាររបស់មន្ត្រីស.21ដែរសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះសូមគោរពនៅខាងសតួបងវ៉ាល់ទៅស្ថានភាពដើមរូបភាពដើមធម្មតាឡើងវិញ Chỉ cách bản tố ta miền mê tư vi khang đàm đăng rọt bản ni xe chết miền nụ ấy xua đoàn đàm đăng rọt bản ni rụp ni đại tí mà miền thông chơi nhỉ. Bạn xôm ở quân Lô Bạc Thiên hãy chỉ bật thăm chúng bạn xôm cửa rúc lục xoay chào cọm hay là lục chào cọm chết nâng ăn trả chết và khi xôm ăn nhà សួរដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះដោយតទៅនេះសំដួលរបស់ខ្ញុំតេតតងទៅនឹងការដែលចូលមកមន្ទីរស.21តំបងលោកបានបញ្ជាក់ជូនអង្គចក្រមហើយថាចូលដល់មន្ទីរស.21តំបងរហូតដល់3ថ្ងៃបានគេយកលោកទៅសួរចម្លើយតើក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងលោកមានបានអាហារទទួលទានទេ បាទជម្រាបសួរលោកមេធាវីយប់មុនដំបងដែលខ្ញុំចូលទៅដល់គឺអត់ទេតើតែព្រឹកម៉ោង5:10ទើបបានមកបោះហូបបាទមុនដំបងអត់ទេបាទសូមអរគុណតកតងទៅនឹងការហូបទឹកអីចុះថ្ងៃដំបងនោះមានបានទទួល tiền tức đấy bởi sân này chỉ ở ta hàng chân hỡi Bạn nhận được xác cứ thà nơi về chôn một bốn bờ tức bàn còn tại bàn tại một cái tôi tại bàn nọ thì bà Bạn xôm ở con cho mình xua lùm ạch bị bà nhà nâng tiết tế đồng bây của mỗi khát phê về lía ខ្ញុំចង់សួរលោកតើតោងទៅនឹងការសួរចម្លើយចប់នៅពេលដែលសួរចម្លើយចប់តើគេយកលោកទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់តូចអញ្ចឹងមែនទេបាទពិតជាអញ្ចឹងមែននៅក្នុងបន្ទប់តូចនោះគេឲ្យលោកសម្រានតើមានមុងកន្ទេលទេ សូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីតាចូលដល់បន្ទប់តូចគេស្រាយមុខចេញហើយគេដាក់ស្រាយចំនួនដៃចេញអស់សូមសុំទោសគេដាក់ខ្នោះជើងច្បាក់ជើងរួចហើយទើបគេស្រាយខ្នោះដៃចេញគេស្រាយមុខចេញនៅពេលនោះមើលទៅឃើញអត់មានកន្ទេលទេហើយព្រមទាំងមានតែបដងទឹកមួយនិងកែះក្របមួយសម្រាប់នោមហើយនិងបត់ជើងធំតែប៉ុណ្ណោះទេបាទ ចុះមុងអីមានទេបាទសូមអរគុណសំដួលបន្តទៅទៀតតទៅនឹងបន្ទប់ដល់ដែរគឺថាតើធំក្លិនយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទប់នោះហើយមានពន្លឺយ៉ាងម៉េចដែរក្លិននឹងពន្លឺក្នុងបន្ទប់នោះ សំណួរនេះសួររួចហើយសំណួរច្រំដែរជនដើមរ៉ានេះមិនអាចឆ្លើយទេណាមេធាវីរកសំណួរថ្មីជឿខ្ញុំសូមបន្តសំណួរតទៅទៀតតកតងទៅនឹងទេអូជឿខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកប្រធានអាជីវកម្មថា
តើតោងតេអូនេះក៏មានសួរហើយដែរបន្តិចជំនិចសំខាន់តើតោងទៅនឹងការឆ្លើយឆ្លងតេអូរឿងនៃជំនួសប្រដាប់អាវុធលោកគេបញ្ជូនឲ្យលោកទៅកាន់តេអូនឹងតេអូនឹងធ្វើអី Bạn chúng ta sẽ lúc này tới vì cả nó cứ tế ô nước nông con phố là bởi rồi đọc cứ xâm rạp tiện tồn con tựa cho lăng và những gì thì lấy dựng nhạc tế ô thì những gì ta thu lê xâm rạp nó phải thu lê chẳng ai thì tiện tồn phí phân bình ta xoay riêng đồng bày đòi chúm nuôi xinh xinh rồi có đòi chúm phương ở miền và Lúc ách lớp bí bó rồi miễn chúm lách xâm khăn tốt mùi chú nông chúm đông chúm rác bán đấy thà tẹo tốt nóng tẹo tốt ngọng bí xảy. Xong chúm rác lúc mấy tử vi. Về nó cứ chìa con tốt. Tại cả nà thế ố cứ xâm rác bằng chìa rồi gọi đất nương bằng chú tốt bí phụng bình. Tớ xoay riêng cho lăng nằm bầy bản tỏ thư ca bởi dụt cho mùi nông con tựa Việt Nam bởi nô và Bạn Màu ngay Lộ mê tử ví Ốc bê lại mê tử ví Tô tân đi xong Tục bê tử ca đòi ជំរាបចោតដើម្បីធ្វើការកត់តម្កល់នៅចម្លើយរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋរនីឈ្មោះពុកខនហើយអង្គជំរះសូមបញ្ជាក់ថាទីមួយគឺធ្វើការកត់តម្កល់ខ្លីទីពីរគឺធ្វើការកត់តម្កល់បន្ថែមអនិថាមិនសមិញលោកបានធ្វើការកត់តម្កល់មួយចំនួនហើយអ្វីដែលធ្វើរួចហើយលោកមិនបាច់ធ្វើបន្ថែមទៀតទេបើមានសូមបញ្ជើញជំរាបចោត ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំសូមគោរពអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបញ្ជាក់ជូនបញ្គោលជំហររបស់ខ្ញុំដូចតទៅទី1ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមិត្តឈឿងផំហើយមេតពិតជាទៅចូលទៅសំភៃមួយហើយត្រូវបានកំទេចនៅទីនេះភស្តុតាងគឺឯកសាររបស់សំភៃមួយបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទី2 ករណីរបស់អ្នកស្រីពិនលីនហៅលៀបហៅទុយលៀបហើយនឹងករណីរបស់ដំណឹងរដ្ឋបាលវិនីដែលនៅមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនេះខ្ញុំសូមមិនមានមតិទេគឺសូមជូនបញ្ហានេះទៅអង្គជំនុំជម្រះលោកវិនិច្ឆ័យចុះខ្ញុំជឿទាំងស្រុងលើសុភវិនិច្ឆ័យនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទាំងស្រុង នេះបញ្ហាដែលខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនអង្គជំនុំជម្រះតទៅទៀតតទៅនេះខ្ញុំសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីខ្ញុំទាំងពីរលោកសួរដើមម្ដងរដ្ឋពីនេះរូបនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យបន្តសូមបុគ្គលវេទិកាទៅមេធាវីការពារក្តីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរសួរពាក់ព័ន្ធដល់ដើមម្ដងរំនេះឈ្មោះពុកខន បើសិនបើមានធម្មជ័យលោកមេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធាននិងសូមគោរពលោកចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិលោកភុកខនខ្ញុំសូមសួរលោកទី1ពីម្សិលមិញលោកប្រធានបានសួរលោកថាលោកឈ្មោះអីលោកបានឆ្លើយថាខ្ញុំបាទឈ្មោះភុកខន លោកមានឈ្មោះអីហៅក្រៅទៀតទេលោកឆ្លើយថាអត់មានទេមកដល់ពេលនេះមេធាវីរបស់លោកបានសួរលោកលោកបានប្រាប់មេធាវីរបស់លោកថាក្រៅពីឈ្មោះភុកខនលោកប្រើឈ្មោះភុកសខុនហើយចេញពីណាមកទៀតនោះមកដល់ក្រោយមកប្រើឈ្មោះភុកសរុនតែទៅជាប្រើឈ្មោះផ្សេងទៅទៀតមែនពីវាក្រៅពីភុកខនអញ្ចឹងណា
khiom som su lok tha het ai ban che lok chloy te nung lok pathien tha lok ot mien chmuoh krau ne som lok bacheak chun tola ka bat khiom som jomreab lok metavi ka pie kdai khiom ban jomreab ha tha pel dael lok thau krom ban jomreab thu khiom ខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាពេលនោះលោកស៊ូពីមុន75តើឈ្មោះអ្វីទីគាត់ស៊ូតែត្រឹមឆ្នាំ75តើមានឈ្មោះអ្វីហើយនេះខ្ញុំក៏ឆ្លើយដាក់ឈ្មោះអឺដែលរំដោះហើយនេះទេថានាមឈ្មោះអ្វីអតីតសមាជិកសំតោដែលខ្ញុំបានមកនៅក្នុងភូមិស្រុកកំណត់វិញនេះទេខ្ញុំឆ្លើយតែត្រឹមថាខ្ញុំឈ្មោះភោកខននាមពិតប្រកបគឺភោកខនបើសិនជាលោកស៊ូខ្ញុំពីសម័យ75ក៏ខ្ញុំក៏អាចឆ្លើយប្រាប់ថាពីសម័យនោះខ្ញុំបានប្រែឈ្មោះដាក់នេះដាក់នោះដែរព្រោះខ្ញុំបានចោទរងលើសំណួរហើយនេះខ្ញុំឆ្លើយខ្លីថាខ្ញុំឈ្មោះតែពូខននេះទេដែលរំដោះហើយទេបាទសូមជម្រាបដូចនេះសូមអរគុណការពិតលោកប្រធានសួរលោកអត់មានសួរថាពីឆ្នាំនេះទៅឆ្នាំនេះលោកប្រើឈ្មោះអីលោកអត់មានសួរទេលោកគ្រាន់តែសួរថាលោកមានលោកឈ្មោះអីលោកឆ្លើយថាលោកឈ្មោះភោកខនហើយលោកប្រធានសួរទៀតថាលោកមានប្រើឈ្មោះអីក្រៅពីភោកខនទេលោកថាអត់មានទេណែឃើញទេលោកប្រធានអត់មានសួររឿងឆ្នាំណាឆ្នាំណាអត់មានសួរទេសំណួរទី2លោកប្រធានសួរលោកឆ្លើយថាលោកហែលទឹកទន្លេមេគង្គនឹងយកក្តារមកដាក់ទ្របដើមទ្រូងនេះមកទួលដល់មុខវាំងនេះអំបញ្ញមិញមេធាវីរបស់លោកសួរលោកថាលោកកំពុងតែហែលទឹកណាមានកណូតមួយក្នុងកណូតនោះមានទ្របវៀតណាម5នាក់ទ្របកម្ពុជា5នាក់ណាហើយលោកលើកដៃទៅគេក៏ស្រង់លើកយកមកដាក់ក្នុងកណូតទៅហើយបើលើកយកដាក់ទៅហើយលោកមិនមកដល់មុខវាំងបើយកទៅបាត់ហើយនេះសុំលោកបញ្ជាក់មើលវាយ៉ាងម៉េចរឿងនឹងបានវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទសុំជម្រាបសួរលោកមេធាវីឃើញតែពេលនោះដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមពីម្សិលមិញក៏បានជម្រាបដែរថាខ្ញុំបានហែលទន្លេគឺមិនបានហែលនៅខាងខាអកណ្ដាលទន្លេនោះទេគឺនៅឯច្រាំងគៀនគៀនរហូតមកដល់ឆ្ងាយដែរហើយក៏ខ្ញុំមិនចាំកន្លែងទេតែថាពេលនោះក៏មានទ័ពវៀតណាមមែនឯងក៏នៅមានចំនួនគ្នា10នាក់ទេមួយកណូតនោះមានវៀតណាមនិងខ្មែរពេលនោះគេបើកនៅកណ្ដាលទន្លេនោះទេខ្ញុំនៅគៀននេះក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ថាជាទើបអ្នកណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានលើកដៃទៅគឺខ្ញុំខ្វេខ្វាគេខ្វះមិនបានលើកដៃសញ្ញោឲ្យទើបនោះចូលទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកដៃក្នុងនាមថាគឺតែកាយទៅមុខបន្តិចទៅនៅបានទើបនោះក៏ចូលមកក៏លើកខ្ញុំដាក់ទៅរហូតបមកដល់ទៅឆ្ងាយដែរក៏ប៉ុន្តែស្នូកំភ្លើងនោះផ្ទុះច្រើនពេកក៏យកទៅផ្ញើនឹងពេទៅនេះសុំជំរាបតែប៉ុណ្ណេះទេបើនៅមិនដឹងទៅទីណាទេព្រោះថាទន្លេគឺទន្លេហើយ4មុខគូមិនបានចាប់អរងថា4មុខឬក៏ទីណានោះដែរព្រោះថាអាចអើទៅលើគឺឃើញថាច្រាំងខាងលើគឺមើលមិនឃើញហើយស្អាតខ្ញុំមកឯគេមើលមិនឃើញទៅលើនោះថា4មុខឬក៏វៀងកន្លែងនោះវាតាមស្មាល់សពថ្ងៃគឺវៀងមុខវៀងតែម្ដងតាមមើលទៅបាទសូមអរគុណសូមសួរចំនួនទី3ពេលគេយកលោកទៅសម្លាប់លោកថាគេចងមុខដៃគេចងជើងអត់ចងទេហើយគេវាយលោកគឺជាជនទី3នេះលើកទី3គេវាយមុន2នាក់ហើយលើកទី3គឺលោកហ៎គេវាយភោងទៅលោកអោនក្បាលគិចផុតតែត្រូវឆ្អឹងទៅឆ្អឹងជំនីនេះលោកក៏សន្លប់បាត់ទៅក្នុងរណ្ដៅលោកថាលោកសន្លប់ប៉ិនតាលោកថាលោកមានដឹងថាគេវាយ3នាក់ទៀតបន្ថែមពីលើលោកណាខ្ញុំសួរថាបើលោកសន្លប់មិនក៏លោកដឹងថាគេវាយបន្ថែមពីលើលោកបើលោកសន្លប់បាត់ទៅហើយសូមលោកបញ្ជាក់មើលមិនបានលោកដឹងបាទសូមជម្រាបត្រង់នេះឲ្យច្បាស់បន្តិចគេថា
ពេលដែលវាយហើយគឺខ្ញុំសន្លប់ចូលទៅមែនហើយធ្លាក់ទៅគឺមានផ្កាប់មុខគឺផ្កាប់មុខផ្កាប់មុខក៏វាយក្រោយទៅទៀតទៅខ្ញុំមិនបានដឹងថាគេវាយប្រមាណនេះពីក្រោយទៅទៀតទេដូចខ្ញុំជម្រាបលោកមេធាវីតើពីម្សិលមិញខ្ញុំថាអត់ដឹងថាគេវាយពី2ដាក់3នាក់ពីក្រោយនោះទៀតទេពេលខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងទៅបានខ្ញុំឃើញខ្មោច3នាក់នៅពីលើខ្ញុំទៀតនេះសូមជម្រាបតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប៉ាពីម្សិលមិញអត់បានថាពេលដែលលោកដឹងខ្លួនឃើញ3នាក់ទេខ្ញុំឃើញខ្ញុំកត់មកថាពេលដែលលោកសឡប់ទៅនឹងដឹងថាគេវាយ3នាក់ពីលើលោកទៅទៀតយេបានខ្ញុំឆ្ងល់នឹងបើសឡប់ហើយមិនក៏ដឹងសំណួរទី5តើលោកមានភ័ស្តុតាងអីខ្លះសម្រាប់បង្ហាញតុលាការថាលោកនិងប្រពន្ធរបស់លោកពិតជាជាប់នៅស21ពិតប្រាកដមែនណាទោះបីតែលោករួចខ្លួនណាពីស្លាប់ដោយលោកបានគឺថាខំរមៀលចេញពីដណ្ដៅក្ដីក៏លោកត្រូវមានបញ្ជីឈ្មោះហ្នឹងនៅក្នុងស21ថាបានកំតិចរួចហើយដែរពីព្រោះគេយកលោកទៅកំតិចហើយហើយគ្មានអ្នកណាដឹងថាលោករួចខ្លួននេះព្រោះគេវាយលោកហើយហើយណាតែលោកខ្លួនលោកផ្ទាល់ឃើញទេតែខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកថាលោកបានទៅរោនៅស21រូបថតក៏គ្មានប្រវត្តិរូបក៏គ្មានណាចំណែកឯគេសួរចម្លើយលោកពីរដងចម្លើយក៏មិនឃើញមានអត់មានឃើញទេហើយខ្ញុំខំបើកមីជីឈ្មោះអ្នកទោសរោគទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធលោកក៏អត់មានឃើញដែរអញ្ចឹងតើលោកមានភ័ស្តុតាងអីបញ្ជាក់ជូនតុលាការថាពិតជាលោកបានចាប់មកស21ពិតប្រាកដមែននេះសូមលោកបញ្ជាក់សូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានខ្ញុំសូមកាត់ហើយសូមកាត់ចម្លើយរបស់លោកអ៊ំភុកកនបន្តិចមុននេះបន្តិចលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចលោកបានប្រាប់អង្គសាវនាការហើយថាឯកសារ2ដែលមានឈ្មោះថាភុកសខុនហើយនិងភុកសរុនគឺជាឯកសារនៅទួលស្លាយហើយដូច្នេះហើយការលើកឡើងរបស់មេធាវីការពារសួរថាតើលោកភុកខនមានឯកសារអ្វីបញ្ជាក់ថាខ្លួនលោកដែលជាអ្នកជាប់នៅទួលស្លែងនោះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាវាហួសពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលនឹងត្រូវបំភ្លឺប្រាប់ថាតើត្រូវបង្ហាញភ័ស្តុតាងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអង្គសាវនាការដឹងថាគាត់នឹងជាប់នៅគុកទួលស្លែងហើយគាត់នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងជាប់នៅគុកទួលស្លែងបាទខ្ញុំកត់សម្គាល់ប៉ុណ្នេះសូមអរគុណសូមអញ្ជើញមេធាវីអាចបន្តទៀតសួរបានណាគាត់តែកត់សម្គាល់មិនជាការជំទាស់ទេការកត់សម្គាល់នេះក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរគឺជនចាប់ចោតបានទទួលស្គាល់នៅឯកសារនេះច្បាស់លាស់ថាជាចេញពីទួលស្លែងប៉ុន្តែនៅក្នុងចុងឆ្នាំ75ឬក៏ដើមឆ្នាំ76ទម្រង់បែបនេះប្រើប្រាស់កាលពីចុងឆ្នាំ75ភាគច្រើនអញ្ចឹងជនចាប់ចោតក្នុងប្រពន្ធរបស់នៃដើមរំនីភូខនហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលត្រូវចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅនឹងគឺនៅចុងឆ្នាំ78អញ្ចឹងកលប្រវត្តិនឹងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយនេះជាការសិទ្ធក្នុងការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីព្រោះបញ្ហាគឺខាងមេធាវីការពារបានកត់សម្គាល់តាំងពីដំបូងនៃភាពមិនប្រកបវិជានៅក្នុងការមេធាវីមតិសង្ស័យថាដើមមិនរដ្ឋមន្ត្រីនេះមិនបានជាប់នៅក្នុងគុកទួលស្លែងទេអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់សូមអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីបន្តសំណួរទៀតសូមអរគុណលោកប្រធានជាបន្ថែមទៅទៀតខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានជម្រាបថាឈ្មោះភោគសរុនឈ្មោះភោគសខុនអីនេះខ្ញុំក៏មិនប្រកាសថាជាភោគខនដែរពីព្រោះខ្លួនគាត់ទល់គាត់បានឆ្លើយចំពោះមុខលោកប្រធានសួរគាត់ថាគាត់អត់មានឈ្មោះ
ấy cả ở bên đằng tây cái chấm bùa mộc mê thử vi bỏ cốt cốt thác cốt miên đối chân này vi ớt miên bỏ cốt đây hơi cá bò để chạy câu việc khâu khnì tiệt việc khâu khnì sang ai nữa đối chân này việc thưa ở dương sang sai tha việc cốt mình ai chuộc nơi so mà phải mũi tèng phải đấy tèng phải buồn đối chân này khi nhóm đường đi bà sân chi lô phố con quật miên phò tang ấy quật ai mà chẹt tập tòa la ca ở ba trường đi từ tiết đại ai ở tòa la ca chưa bán ở ba trường mê thì vĩ ca kia chưa bán thạc quật bất chỉ chuốc nơi so mà phây mũi và cắt mến cứ khi ông tôi tu qua phim khi ông tôi tu qua phim ăn rồi như đi đi có phân tay bởi quật không biên tế cứ khi ông xong chụp xuống hỏi tục ở tòa la ca xâm lạch sẽ đây cho xong ở quần chơi mê thì vĩ ca kia đây ăn rạ chiến Je vous remercie le président, monsieur le président. Nous avons pu constater, monsieur, qu'il existait de grandes contradictions entre les déclarations écrites recueillies le 12 mars 2018 par l'Organisation internationale ad hoc et votre déclaration orale. La déclaration écrite qui a été recueillie par cette organisation internationale donne des détails extrêmement précis que vous contestez aujourd'hui. Vous nous avez dit hier en fait que l'on ne devait tenir compte que de ce que vous déclariez lors de cette audience et non pas des informations qui étaient contenues dans la déclaration écrite du 12 mars 2000. Comment pouvez-vous expliquer l'importance de ces contradictions? Je vous remercie, Monsieur le Président. Je reviendrai dans quelques instants monsieur, sur ce point, mais quand je parle de contradiction, j'évoque par exemple le fait que dans votre déclaration écrite, vous avez indiqué que Duc vous aurait posé un certain nombre de questions, vous aurez demandé notamment quand vous aviez été soldat, depuis quand vous étiez un traître, vous aurez menacé de vous tuer avec votre femme, ou encore aurait ordonné, je cite, aux camarades Lâche et Li de vous torturer en vous faisant boire de l'eau jusqu'à ce que vous vous évanouissiez. Vous nous avez indiqué hier que tout ceci était totalement inexact. Vous pouvez nous confirmer encore aujourd'hui et peut-être essayer de nous expliquer comment sur ces points particuliers que je viens d'évoquer, il peut y avoir entre une déclaration écrite et votre déclaration orale de telles contradictions. Monsieur le Président, លោកមេតិវីឃើញថាចម្លើយនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលខ្ញុំបានដាក់ឬក៏ខ្ញុំសូមអភ័យទោសព្រោះថាឃើញថាការនិយាយពីកាលនោះគឺខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងអង្គប្រជុំធំមួយ
ពេលនោះក៏ឃើញថាមានការផ្ខន់ច្រឡំមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចាំបានខ្ញុំសូមសារភាពឃើញថាបានឆ្លើយទៅលើចកាំងគេអៀវហើយដូចជាបានលឺខ្ញុំក៏បានដាក់ទៅតែតាមពិតមកពេលក្រោយដូចខ្ញុំបាននឹកឃើញថាអមិនមែនទេពូពេលហើយពេលខ្ញុំក្រែកក្រាពាក្យគឺមិនអាចកែទៅបានហើយឆ្នេះគឺថាមិនមែនទេគឺមានខាងគេអៀវហើយដូចនេះទេឯឈ្មោះដូចជាឡាចក៏ដោយគឺឡាចនេះបើតាមខ្ញុំនិយាយគឺការនោះខ្ញុំថាមិនមែនឡាចនេះជាអ្នកសួរ
ខ្ញុំបន្តែមានឈ្មោះ Oui, Monsieur le Président, j'aurais deux autres questions très brèves. ខ្ញុំនឹងមានសំណួរខ្លីៗពីរដែលត្រូវសួរទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋវិញនេះបាទឥឡូវនេះមានហេតុផលពីរទី1គឺដល់ម៉ោង តោះទៅទៀតមន្ត្រីតុលាការត្រូវទទួលរកកន្លែងសមរម្យសម្រាប់ដល់ផ្ដាល់ជូនដល់លោកពុកខនដើម្បីបានតម្រា